quý vị một buổi trưa cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã đón theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình trưa nay 29 tháng 9 chúng tôi chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý. Mô hình kết hợp trao giấy chứng tử và xóa khẩu tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự hài lòng cho người dân địa phương. Hội nông dân thành phố Vũng Tàu công bố chấm dứt hoạt động của Hội nông dân thành phố từ ngày 30 tháng 9 năm 2018. Người dân huyện Xuyên Mộc mong chờ nước sạch. Phần thông tin địa phương mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay sẽ bắt đầu với những ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, Ban Thường vụ huyện ủy vừa tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2018. Đầu năm đến nay, Ban Thường vụ huyện ủy Đất Đỏ đã lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nên tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả khả quan. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đến nay, huyện Đất Đỏ có 6 trong tổng số 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 9 tháng đầu năm 2018, huyện Đất Đỏ đã thu hút 9 dự án vào khu công nghiệp Đất Đỏ 1, trong đó có một dự án đã đi vào hoạt động. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm đạt hơn 109 tỷ đồng, đạt trên 113% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017. Tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững, đảm bảo ổn định. Đảng bộ huyện Đất Đỏ duy trì thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các hội nghị Trung ương trong toàn đảng bộ. Toàn huyện có 83 đảng viên được phát triển mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ trên 2.400 người. Ban Thường vụ huyện ủy Đất Đỏ đặt mục tiêu đến cuối năm nay, 6 trong tổng số 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới khẩn trương hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu chế biến hải sản tập trung để đưa vào hoạt động. Từ tháng 10 năm 2017, Ủy ban Nhân dân xã Long Tân, huyện Đất Đỏ đã triển khai mô hình kết hợp thực hiện trao giấy chứng tử và xóa khẩu đăng ký thường trú tại gia đình. Bước đầu triển khai mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự hài lòng cho người dân địa phương. Chồng chị Trần Thị Nga tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ vừa qua đời. Trong lúc gia đình còn bối rối, chị Nga chưa kịp đến Ủy ban Nhân dân xã làm thủ tục cấp giấy chứng tử và xóa khẩu cho chồng, thì ngay sau đó, các cán bộ xã đã đến trực tiếp tại nhà để trao giấy chứng tử và xóa khẩu, đồng thời động viên chị cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát người thân. Lúc gia đình chị bối rối, chị không có lên ủy ban được, cho nên giờ nhờ mấy anh chị em ủy ban xuống gia đình chị giúp cho chị như vậy thì chị cũng rất cảm ơn. Lâu nay, khi gia đình có người thân qua đời, người dân xã Long Tân, huyện Đất Đỏ phải đến Ủy ban Nhân dân xã để làm thủ tục khai tử và xóa khẩu. Thì từ tháng 10 năm 2017, khi Ủy ban Nhân dân xã Long Tân triển khai mô hình kết hợp trao giấy chứng tử và xóa khẩu, cán bộ tư pháp xã sẽ đến nhà dân để thực hiện thủ tục trao giấy chứng tử và xóa hộ khẩu cho người từ trần. Để thực hiện quy trình cấp giấy chứng tử và xóa khẩu tại nhà, thì Ủy ban Nhân xã đã thực hiện 5 bước. Thứ nhất là tiếp nhận thông tin từ tổ dân cư, ban ấp hoặc là người dân. Thứ hai là cán bộ sẽ liên hệ với lại người dân để tổng hợp những cái hồ sơ thông tin từ trong cái gia đình của người thân có người thân qua đời để làm hồ sơ thủ tục mai táng. Thứ hai nữa, thứ ba là làm hồ sơ, bước thứ 4 là trình lãnh đạo giải quyết, và bước thứ 5 là sẽ phối hợp với công an ban ấp là xuống gia đình có người thân qua đời để mà trao giấy chứng tử tại nhà. Mô hình kết hợp trao giấy chứng tử và xóa khẩu cho công dân từ trần không chỉ giảm thời gian đi lại cho người dân, mà còn là dịp để các ngành các cấp tại địa phương động viên chia sẻ những khó khăn mất mát đối với những gia đình có người thân qua đời. Trong thời gian tới, thì địa phương tiếp tục triển khai đến các ngành và đoàn thể tiếp tục thực hiện cái mô hình đề án này, nhằm giúp cho cái người dân có người thân qua đời hạn chế được cái thời gian để đến địa phương để làm cái thủ tục là xóa tử và xóa khẩu. Thì sắp tới thì địa phương triển khai thực hiện và duy trì thường xuyên trong thời gian tới.
Sau một năm triển khai mô hình, đến nay, Ủy ban nhân dân xã Long Tân đã tổ chức trao giấy chứng tử và xóa khẩu tại nhà cho gần 60 trường hợp. Mô hình này tiếp tục được Ủy ban nhân dân xã duy trì trong thời gian tới. Thưa quý vị, Thành ủy Vũng Tàu đã tổ chức tổng kết 27 năm hoạt động và công bố chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân thành phố từ ngày 30 tháng 9 năm 2018. Trong 27 năm hoạt động, Hội Nông dân thành phố Vũng Tàu liên tục đạt danh hiệu vững mạnh. Từ 12 tổ chức cơ sở trực thuộc ban đầu đã phát triển thành 17 tổ chức trực thuộc, từng bước khẳng định được vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị xã hội địa phương. Tuy nhiên, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, đòi hỏi hệ thống chính trị ngày càng phải tinh gọn, hoạt động hiệu quả, sản xuất nông nghiệp tại thành phố Vũng Tàu có chuyển dịch mạnh mẽ về phương thức và điều kiện sản xuất, nên việc sắp xếp lại tổ chức Hội Nông dân theo hướng chấm dứt hoạt động của hội là xu thế tất yếu. Đề án sắp xếp lại tổ chức Hội Nông dân theo điều kiện thực tế của địa phương được Thành ủy Vũng Tàu ban hành. Theo đó, thành phố Vũng Tàu đã chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân thành phố và 16 phường trên địa bàn từ ngày 30 tháng 9 năm 2018. Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức vừa tổ chức biểu dương 230 học sinh sinh viên đạt thành tích cao trong năm học vừa qua 2017-2018. Trong đó có 2 học sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật quốc gia, 147 học sinh đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 7 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học điểm số từ 24 điểm trở lên. Tại buổi lễ biểu dương học sinh sinh viên đạt thành tích cao trong năm học 2017-2018, ngoài việc đánh giá cao kết quả học tập của các em, lãnh đạo huyện Châu Đức còn trao tặng 230 suất học bổng khuyến học khuyến tài, mỗi suất trị giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Tổng trị giá các suất học bổng gần 200 triệu đồng được trích từ quỹ khuyến học huyện Châu Đức. Hội khuyến học thị xã Phú Mỹ vừa tổ chức lễ kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam 2 tháng 10 và trao học bổng quỹ 1% Fosco Việt Nam năm 2018. Qua 16 năm hình thành và phát triển, đến nay Hội khuyến học thị xã Phú Mỹ có 151 chi hội cơ sở với trên 33.000 hội viên. Thời gian qua, ngoài chú trọng xây dựng các mô hình học tập tại địa phương, Hội khuyến học thị xã còn đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài. Từ khi thành lập đến nay, các cấp hội khuyến học thị xã Phú Mỹ đã vận động trao hơn 19.000 suất học bổng khuyến học khuyến tài cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học với tổng trị giá trên 16 tỷ đồng. Hướng tới ngành khuyến học Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Bosco Việt Nam đã tặng 91 suất học bổng cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn thị xã Phú Mỹ với tổng kinh phí 80 triệu đồng, được trích từ 1% lương của toàn thể nhân viên công ty Bosco Việt Nam. Đây là năm thứ 12 liên tiếp công ty trách nhiệm hữu hạn Bosco Việt Nam trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại thị xã Phú Mỹ. Những thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp được ghi nhận tại thành phố Bà Rịa sẽ được chuyển tải ngay sau đây. Thưa quý vị, là một trong những địa phương có diện tích trồng rau lớn của tỉnh trên 500 hectare, thành phố Bà Rịa đang khuyến khích hỗ trợ nông dân sản xuất rau theo hướng an toàn, đồng thời nỗ lực tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm rau sạch của địa phương. Thành phố Bà Rịa đặt mục tiêu đến năm 2020, Bà Rịa sẽ mở rộng diện tích trồng rau lên khoảng 700 hectare nhằm tạo đầu ra ổn định. Thành phố Bà Rịa xây dựng các mô hình sản xuất, sơ chế rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tập trung tại các xã phường như là Long Phước, Hòa Long, Long Hương, Kim Chinh và Tân Hưng. Hiện nay, thành phố Bà Rịa đã đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ các công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, điện, phục vụ nghề trồng rau tại các vùng chuyên canh. Thành phố cũng tăng cường hỗ trợ khuyến khích người dân ứng dụng các kỹ thuật canh tác mới như xây dựng nhà lưới, trồng rau trên giá thể thủy canh. Thành phố Bà Rịa tiến hành đầu tư xây dựng 2 khu sản xuất rau xanh tập trung trên địa bàn xã Long Phước và xã Tân Hưng với quy mô 30 đến 35 hectare một vùng, đồng thời tăng cường liên kết với các doanh nghiệp siêu thị để tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm rau an toàn, tăng thu nhập cho người trồng rau. Tại làng hoa Kim Chinh, thành phố Bà Rịa, thời điểm này nông dân đang xuống giống hoa Tết. Dự kiến mùa hoa Tết năm nay, phường Kim Chinh xuống giống khoảng 30 hectare và có khả năng tăng cao hơn trong những tháng tới. Là địa phương có diện tích trồng hoa lớn nhất tỉnh, hàng năm làng hoa Kim Chinh thành phố Bà Rịa cung ứng nhiều chủng loại hoa cho thị trường như cúc đại đoá, cúc pha lê, cúc vàng hòe, các loại hoa hướng dương, màu gà, thực dược, lay ơn, hồng, cát tường. Năm nay diện tích trồng hoa toàn phường Kim Chinh khoảng 30 hectare với số lượng khoảng 80 hộ, tăng gấp rưỡi so với mọi năm.
Hiện tại, phường Kim Dinh đã thành lập được 2 tổ hợp tác trồng hoa nhằm giúp bà con nông dân có điều kiện trao đổi học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau về cây con giống, phục vụ cho mùa hoa Tết. 9 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế của huyện Long Điền đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, tổng doanh thu thương mại dịch vụ đạt trên 8.100 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.800 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt 603 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Để các chỉ tiêu kinh tế đạt theo kế hoạch đề ra trong năm 2018, trong 3 tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như chấn chỉnh, sắp xếp, bố trí hợp lý các quầy buôn bán tại các chợ, kiểm soát ô nhiễm môi trường, xây dựng kế hoạch kiểm tra giá cả hàng hóa, hoạt động buôn bán kinh doanh trên địa bàn huyện. Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp huyện Long Điền tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định về khai thác hải sản trên biển. Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền vừa tổ chức khai trương điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng đặt tại trạm y tế xã Phước Tỉnh. Đây là điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng thứ 2 trên địa bàn huyện Long Điền và là điểm thứ 13 trên địa bàn tỉnh. Điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền có nhiệm vụ tiếp cận, vận động người nghiện ma túy tham gia các chương trình điều trị nghiện, thực hiện việc chăm sóc điều trị và cấp thuốc miễn phí, thuốc thay thế cho người nghiện. Việc tư vấn xét nghiệm, điều trị các cơn đều được miễn phí toàn bộ tại điểm tư vấn này. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến thời điểm này, huyện Xuyên Mộc chỉ có xã Vân Riền đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Xuyên Mộc đang phấn đấu đến cuối năm 2018 sẽ có thêm 3 xã gồm Xuyên Mộc, Phước Thuận và Bầu Lâm đạt chuẩn và đến năm 2020, 12 xã của huyện Xuyên Mộc hoàn thành 19 tiêu chí. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới tỉnh, huyện Xuyên Mộc là địa phương triển khai nông thôn mới chậm so với các huyện thị trong tỉnh. Đến nay, hầu hết các địa phương chỉ đạt từ 14 đến 17 tiêu chí. Trong đó, các tiêu chí các địa phương chưa đạt được chủ yếu là tỷ lệ sử dụng bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy, tiêu chí quốc phòng an ninh. Để đạt được mục tiêu đến cuối năm 2018, huyện Xuyên Mộc có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài công tác tuyên truyền trong nhân dân, huyện Xuyên Mộc còn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu các ngành địa phương có trách nhiệm trong công tác xây dựng nông thôn mới. Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10, Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc phối hợp với Trung tâm Văn hóa huyện tổ chức Hội thao Nông dân năm 2018. Hội thao có sự tham gia của gần 400 hội viên đến từ 13 hội nông dân của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tham gia Hội thao Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc năm 2018, các vận động viên trên địa bàn huyện tham gia thi đấu 5 môn gồm cờ tướng, kéo co, đẩy cây nam, đi xe đạp chậm và nhảy bao bố. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao hơn 50 giải ở các nội dung thi đấu. Thưa quý vị, theo phản ánh của nhiều hộ dân tại các xã Xuyên Mộc, Hòa Hiệp, Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, những năm gần đây tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước giếng bị nhiễm phèn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, người dân mong mỏi được nhà nước đầu tư đường ống dẫn nước để sử dụng nước máy, đảm bảo sức khỏe. Ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc có trên 500 hộ dân, nhưng hiện tại chỉ có gần 150 hộ được sử dụng nước máy. Số còn lại phải sử dụng giếng khoan, nhưng vào mùa nắng, tình trạng thiếu nước sinh hoạt liên tục xảy ra. Từ năm 2015, địa phương đã có nhiều lần kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân xã Xuyên Mộc về việc được cung cấp nước máy cho ấp, nhưng đến nay chưa có kết quả. Phần lớn hộ dân vẫn phải dùng nước giếng. Nhu cầu nước của người dân là rất là cần. Thì nước sạch ở nông thôn bây giờ là nó bị ô nhiễm. Thì rất là mong muốn là cơ quan nhà nước về chức năng bên nước sạch là cung cấp nước cho người dân để có tiêu dùng cho nó sạch sẽ. Đề xuất nhiều lần mà trên cho là không có kinh phí hay là không biết. Mà nhu cầu của dân bây giờ là không những là cái nước phèn mà là cái nước không có nước uống mới là quan trọng. Đấy. Vào mùa nắng, hơn 50 hộ dân ở ấp Bầu Hàm, xã Tân Lâm cũng điêu đứng vì thiếu nước sinh hoạt lẫn sản xuất. Cả ấp có gần 50 giếng khoan, nhưng chỉ còn chưa đầy 5 giếng có nước. Người dân phải chia nhau để sử dụng hàng ngày,
riêng nước sản xuất thì hoàn toàn không có. Đó thì do thiếu nước để mà tưới tắm với cây cối nó cũng bị thiệt hại, nó bị khô rồi nó thất thu, rồi mùa màng giá cả cũng tuột giá. Mấy năm trước thì nước đủ tưới, năm nay thì bị hụt. Tại vì lý do là mấy năm người ta khoan ít, bây giờ người ta khoan giếng nhiều quá. Theo thống kê của huyện Xuyên Mộc, toàn huyện chỉ có gần 22.000 hộ dân được sử dụng nước sạch và 8 xã có tỷ lệ dân cư tiếp cận nguồn nước dưới 60%. Đây cũng chính là lý do khiến các xã này không đạt tiêu chí số 13, tiêu chí về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trong xây dựng nông thôn mới. Liên quan tới vấn đề thiếu nước sạch tại các xã trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, dự án nâng cấp, bổ sung các hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Xuyên Mộc do Ban Quản lý chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí vốn trong năm 2018. Hiện, Sở Xây dựng đang thẩm định dự toán, thiết kế thi công. Ngoài ra, dự án mở rộng mạng cấp nước, các hệ cấp nước huyện Châu Đức và Xuyên Mộc do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn làm chủ đầu tư đã được tỉnh cho phép điều chỉnh quy mô dự án. Trong đó có đầu tư lắp đặt các tuyến ống cấp nước tại một số ấp trên địa bàn xã Xuyên Mộc. Hiện tại, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn đang khảo sát, lập thiết kế, dự toán công trình để triển khai thực hiện dự án. Huyện Xuyên Mộc hiện có 3 nhà máy cấp nước gồm Sông Ray, Sông Hỏa và Hòa Hiệp với khả năng khai thác tối đa 29.000 mét khối một ngày đêm. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện khoảng 7.000 mét khối một ngày đêm. Do vậy, sau khi triển khai các dự án cấp nước, hệ thống tuyến ống cấp nước được đấu nối hoàn chỉnh với 3 nhà máy nước, nhu cầu sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Xuyên Mộc sẽ hoàn toàn được đáp ứng. Là một trong những di tích nổi tiếng ở Bà Rịa Vũng Tàu, Bạch Dinh luôn là điểm đến được yêu thích của nhiều đoàn khách. Đến với Bạch Dinh, du khách được hiểu thêm về những giá trị lịch sử, kiến trúc của tòa dinh thự được người Pháp xây dựng từ cách đây hơn 120 năm, cũng như được chiêm ngưỡng những cổ vật và hiện vật thời chiến tranh. Thế nhưng, câu chuyện về đất và người Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, chúng tôi lại muốn chuyển đến quý vị góc nhìn khác của Bạch Dinh, đó là không gian xanh độc đáo bao quanh Bạch Dinh. Bạch Dinh là một dinh thự được xây dựng theo phong cách kiến trúc châu Âu cuối thế kỷ 19, nằm bên sườn núi lớn của thành phố Vũng Tàu. Từ tuyến đường Trần Phú, tuyến đường được công nhận là đường đô thị đẹp nhất Việt Nam, rẽ theo con đường nhựa dốc thoai thoải lên Bạch Dinh. Không khí dịu mát hẳn dưới tán rừng xanh những hàng cây cổ thụ cao vút và thẳng tắp. Lần đầu tiên tôi đến, nhưng mà với cái một cái khoảng không gian nào này kia thì thấy là trong lành và thoáng mát, và để cho mình tạo một cái cảm giác là nó rất là thư thái gì đó. Thì trong các loại cây đây thì chắc đa số là cây giá tỷ và cây sứ, và tôi thấy một hai nữa là có cây dúi. Tôi là người thành phố, tôi thấy là ở trong tôi là hiện tại bây giờ là những cái mảng xanh nó cũng rất là ít. Thì nếu mà để lên đây hay là như thế nào mà nhìn được những khoảng không như vậy là rất là vui. Bạch Dinh được xây dựng cách đây hơn 120 năm, cây cối ở đây cũng tồn tại từng ấy năm. Khuôn viên Bạch Dinh rộng khoảng 6 hecta. Hai loại cây được trồng nhiều nhất là cây giá tỵ và cây sứ, là giống cây thích nghi tốt với khí hậu thời tiết miền biển. Cũng rất khó để mà mình nói được là chính xác ai là người đã nghĩ ra và trồng hai cây sứ này. Chắc khi đặt công trình thì chắc có lẽ người Pháp là họ cũng đã nghĩ đến vấn đề để chống cái xói lở, sạt cái chân đầu núi, cho nên họ mới đưa cái loại cây sứ cộng với cái cây giá tỵ để nó đưa lên cái kết cấu, cái về phần kết cấu đất để nó tránh chống xói mòn và xói lở trong cái khi mùa mưa gió đối với Vũng Tàu. Trước khi khởi công thì người kiến trúc sư nào họ cũng có nghĩ đến cảnh quan của công trình, và đương nhiên công trình có đẹp thì nó phải lệ thuộc vào cảnh quan, và yếu tố cảnh quan là quyết định là cũng gần như là hết 50% yếu tố giá đẹp của một công trình kiến trúc. Đi hết con đường dốc uốn lượn dưới tán rừng giá tỵ là đến tòa dinh thự. Tiếp giáp từ khu vực này là những cây sứ cao niên, hoa trắng, sen vàng, sen đỏ, theo gió núi tỏa hương nhẹ nhẹ. Lưu truyền, những ngày tháng bị quản thúc tại đây, cựu hoàng Thành Thái thường tản bộ giữa rừng sứ, đọc sách làm thơ. Biết bao nỗi niềm của ông khi nghĩ về vận nước được gửi vào hương sứ và những cội sứ trầm mặc. Thời gian trôi, rừng sứ cổ thụ càng làm toát nên vẻ cổ kính của công trình này.
Tôi ở Bến Tre, đến đây du lịch, đi xung quanh cái khu di tích của Bạch Vinh nè. Tôi có cái ấn tượng là mấy cái cây sứ rất đẹp, cổ xưa nào giờ với trên đường đi thì có mấy cái giá trị của nước ngoài đem vô hồi đó giờ. Chẳng cần nhiều loài cây, chỉ cần rừng giá trị, một đường sứ mà làm nên một cảnh quan rất riêng cho Bạch Vinh. Một danh thắng với phong cách kiến trúc độc đáo giữa một khoảng xanh độc đáo chính là ấn tượng đậm nét nhất của du khách về Bạch Vinh. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14:50, 18:30 và 21:50 trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.